Ngày 29 tháng 3, Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, trưởng Công an thành phố Vũng Tàu cho biết cơ quan này đang điều tra làm rõ một vụ nghi là ma túy dạt vào bờ biển Vũng Tàu với số lượng lớn. Đáng chú ý, số hàng cấm này do một người phát hiện ở bờ biển nhưng lại không báo với cơ quan chức năng. Cụ thể, ngày 27 tháng 3, khi kiểm tra tại một phòng trọ ở đường Đô Lương, phường 11, thành phố Vũng Tàu, Công an phát hiện Nguyễn Thanh Tuấn, quê Vĩnh Long, đang có hành vi tàng trữ trái phép một gói ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy loại cocaine. Gói này nặng khoảng 1 kg. Quá trình điều tra ban đầu, Công an xác định vào trưa 24 tháng 3 khi đi trên bờ biển ở phường 10, thành phố Vũng Tàu, L.M.C. phát hiện một bao tải màu đen, bên trong có nhiều gói hình chữ nhật, bên ngoài bọc kín bằng băng keo xám. Sau đó, L.M.C. ngồi nhậu với Nguyễn Thanh Tuấn, T.E.M.T. và kể lại sự việc trên cho hai người này. Ngay sau cuộc nhậu, C. chở Tuấn ra bờ biển và lấy gói mang về nhà trọ. Trước khi về, Tuấn cất giấu bao tải nói trên để người khác không thấy. Về đến nhà trọ, Tuấn mở gói ni lông ra và phát hiện bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng. Sau khi bị phát hiện, Nguyễn Thanh Tuấn dẫn công an đến nơi cất giấu 20 gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng còn lại mà mình đã giấu ở bãi biển. Hiện Công an thành phố Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra vụ việc. Công an thành phố Vũng Tàu đề nghị người dân nếu phát hiện các gói nghi là ma túy trôi dạt vào bờ, phải trình báo ngay với cơ quan chức năng, chính quyền hoặc chủ động giao nộp mà không được cất giấu, dẫn đến vi phạm pháp luật.